Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay tụi em sẽ giới thiệu đến cô chú là đường Hồng Bàng. Thì đường này theo như tụi em biết đó là một con đường mà có nhiều trường học và là nhiều bệnh viện nhất ở Sài Gòn. Thì không biết là có phải hay không, hay là còn những cái đặc điểm gì nữa thì mời cô chú anh chị cùng tụi em tìm hiểu nhé. Thì đây là cái trường cấp 3 Hùng Vương, hay mình còn gọi là trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Bây giờ chỉ mới là cuối tháng 8 thôi, nhưng mà các cái em đã đi học rồi. Thì bây giờ Việt Nam của mình là học sớm lắm ạ. Nhất là các cái em mà học cấp 3, học lớp 12 gần cuối cấp thì càng phải học sớm hơn nữa. Để mà cái thời gian sau thì khi học hết chương trình, mình có cái thời gian là mình ôn để mình thi tốt nghiệp và đại học. Bây giờ thì hồi xưa là mình thi hai cái kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Bây giờ là mình chỉ dồn lại một cái chứ còn thi tốt nghiệp thôi ạ. Bên tay phải này thì đó là cái Passion Hùng Vương. Và cái này thì cũng rất là lâu rồi. Còn bên tay trái hiện tại đó chính là cái Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đó ạ. Còn ở phía trước mặt hiện tại của mình đó chính là cái Bệnh viện Hùng Vương. Mà công nhận là cái đường này mới đi chưa được bao lâu, chưa được bao xa. Nhưng mà nãy giờ bệnh viện với lại trường học là cũng 2-3 cái rồi. Tại vì cái khu này là mình có cái bệnh viện Chợ Rẫy, rồi một cái là bệnh viện Đại học Y Dược, rồi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nữa. Cho nên nó cứ túm sụm lại nguyên một cái nhóm như vậy đó, một cái khu như vậy đó. Được một cái là cái đường Hồng Bàng hay là đường Hùng Vương thì mình có hai bên đường là có hai cái hàng cây, cho nên là cũng đỡ, chứ còn không là giờ này tụi em đi giờ chiều là nắng dữ lắm luôn à. Cái đường Hồng Bàng này thì nó sẽ tiếp nối với lại cái đường Hùng Vương mà hôm bữa trước tụi em có giới thiệu cho cô chú anh chị. Và theo như những cái thông tin mà tụi em tìm hiểu được á, thì đây là một trong những cái con đường chính, những con đường huyết mạch ở quận 5. Và ở quận 5 thì đường này là mình liên kết với từ quận 10 ra quận 5 hoặc là qua quận 6 luôn. Ở đây là cái trường, như cái trường, một cái trường cấp 2. Ở đây là cái xe bus, đây là trên xe bus thì mình có cái số với lại cái nơi mà mình đến. Đây là cái trường cấp 2, trường Hồng Bàng. Ôi, trong cái trường này thì cũng có nhiều cây xanh ha. Đây, cái khu vực ở xung quanh trường thì cô chú anh chị mình thấy là lúc nào cũng đông nghẹt hết. Bởi vì người ta không những là bán những cái đồ mà lặt vặt, mà người ta còn bán là những cái món ăn đường phố cho những cái em học sinh. Ở cái đường này thì mình không phải như những cái con đường khác là mình buôn có bạn, bán có phường. Mà ở đây khi mà mình có một cái mặt tiền á, thì mình có điều kiện mình kinh doanh cái gì là mình cứ kinh doanh thôi. Như là lúc nãy giờ thì tụi em chạy ngang á, thì cũng có để ý là họ kinh doanh rất là nhiều thứ. Ồ, ở đây có một cái chùa của người Hoa nè. Mà nó không có giống cái chùa lắm, hình như nó hơi nhỏ nhỏ một tí. Ở đây cái mắt kính, những cái tiệm mắt kính như thế này bây giờ ở Sài Gòn của mình rất là nhiều. Bây giờ còn đến gần cả tháng trời nữa mới tới Trung Thu. Mà bây giờ các cái tiệm bánh Trung Thu là ở có là hầu như tất cả các cái đường lớn ở Sài Gòn của mình luôn. Đây là cái đường Thuận Kiều đây ạ. Và ở phía trước mặt cô chú anh chị của mình thì có hai cái tòa nhà. Nhưng mà cái tòa nhà màu vàng thì nó không phải là cái tòa nhà Thuận Kiều Plaza đâu. Mà cái tòa màu xanh bên này nè mới chính là cái Thuận Kiều Plaza hồi xưa. Và bây giờ là đã được mua lại và thay đổi lại. Thì chắc là thay đổi một vài thứ ở bên trong thôi. Còn bên ngoài thì mình chỉ là thay đổi màu và trang trí lại phía ngoài. Thì ở đây được đặt tên là The Garden Mall. Đây là cái Thuận Kiều Plaza hồi xưa của mình à. Là có ba cái tòa như thế. Thì theo như những cái bài báo mà tụi em đọc được á, là cái Thuận Kiều Plaza này thì hồi xưa khi mà người ta cất á,
Xong rồi nói chung là nhìn từ phía xa đến đó, thì mình cứ cảm nhận là nó như là ba cái cây nhang lớn vậy đó. Cho nên là người ta nghĩ đó là cái phong thủy không có tốt. Dạ thì cái đó là cái thông tin mà tụi em đọc được ở trên báo. Với lại những cái lúc mà cái The Garden Mall này á, chưa có được làm á, thì cái Thuận Kiều Plaza để trống á, và ở trên đó như là chỉ còn có một tầng á, là có sáng đèn thôi, chứ còn lại là tối thui à. Rồi bây giờ là mình đã đổi từ màu vàng thành màu xanh cho nó có phong thủy khác đi. Và ở đây á, thì phía ngoài cái khu này á, thì bây giờ là mình có những cái quán cà phê nè, hay là những cái tiệm của McDonald's, hay những cái nơi mà ăn uống. Và ở đây là cô chú anh chị thấy là họ trang trí những cái cây tre, cây trúc á, thì đây là những cái thanh mà buổi tối á, nó có thể dạ quang được. Thì hôm nào đó là tụi em có dịp đi buổi tối thì tụi em sẽ quay phim lại cho cô chú anh chị. Tại vì thường á, là buổi tối đường của mình á, cái độ đèn, ánh sáng đèn á, nó không có quá nhiều, cho nên là tụi em cũng hơi bị hạn chế về cái mặt này, bởi vì lên phim thì nó sẽ tối lắm à. Ở cái khu vực bên này thì họ buôn bán bạc đạn nè, hay là họ buôn bán những cái đồ thiếc. Nó đây là qua cái khúc mà mình giáp nối với là quận 11 rồi, đường Tạ Uyên. Ở đây chủ yếu là mình bán những cái đồ sắt thép hay là đồ thiếc. Và nói chung là cái con đường này thì từ ngân hàng cũng có, rồi bên tay phải, bên tay trái này thì tụi em cũng thấy là họ bán những cái, đây là cái công ty là Nệm Vạn Thành, rồi nói chung là tất tần tật đủ thứ hết. À bây giờ thì ở đây là một cái trường tiểu học. Đây là cái cảnh mà các cái vị phụ huynh đi đón con em mình. Thì chắc là hồi xưa trường tiểu học Hùng Vương, hồi xưa thì nếu mà cô chú anh chị mình mà được gia đình mình đón khi mà mình đi học cấp 1 á, thì em nghĩ chắc lúc đó mình nhiều lắm là mình chỉ được đi xe đạp là mình cảm thấy vui rồi ha, chứ không phải bây giờ mà từ những cái chiếc xe xe tay ga mắc tiền như là SH, hay là rồi những cái chiếc xe hơi đi đón con như vậy, thì đúng là bây giờ sướng hơn hồi xưa rất là nhiều à. Ồ, cái con đường Hồng Bàng này á, thì mình đi qua đến được cái khu vực quận 6 luôn. Thì đây là tụi em đang đi trên cái con đường, đi trên cái con đường để đi ra ngoài khu vực quận 6 rồi à. Nếu mà để đi đến ra ngoài cái khu vực quận 6 thì một lát nữa mình đi mình tiếp giáp với lại cái đường đường gì bây giờ em nhớ không rõ nữa. Nhưng mà nói chung khi ở cái đường đó, à đường Minh Phụng, đúng là Minh Phụng hay là Bình Thới, Minh Phụng hay là Bình Thới, thì mình đi đường 3 tháng 2, đến cuối đường 3 tháng 2 thì mình vẫn đến được cái chỗ vòng xoay là Minh Phụng, Bình Thới, Hồng Bàng và 3 tháng 2. Ở trên đường này thì bây giờ cũng còn có một vài cái lại cái gì ta, à một vài cái tòa nhà nó hơi cũ một tí ha. Ồ, đây là cái chỗ mà quân đội nhân dân Việt Nam. Đây thì bây giờ là có hai cái có ba cái lane. Ở đây là có ba cái lane, thì lane bình thường á, là xe gắn máy á, sẽ được đi là lane trong hoặc là lane thứ hai, còn cái lane ở ngoài á, là thường là dành cho xe lớn. Nhưng mà bây giờ để mà mình đi lên cái cầu vượt, hồi cái cầu vượt này á, thì mới được xây dựng cách đây là khoảng 4 năm thôi à, chứ còn trước đây á, là tụi em phải đi ở phía dưới hết, thì lúc đó là nó kẹt xe dữ lắm. Như là cái cầu vượt cái phía khúc ngoài đường 3 tháng 2 của mình vậy đó, hoặc là cái chỗ sân bay Tân Sơn Nhất á. Còn ở đây thì khi làm cầu vượt rồi á, thì mình đi vui chơi thì rất là thoải mái. Nếu như mà ai mà có việc mà họ cần phải đi qua đường Minh Phụng á, là hoặc là đường Bình Thới á, thì có nghĩa là ở dưới cái cầu vượt á, thì mình sẽ không có lên cầu. Còn nếu như mà mình muốn qua thẳng phía bên kia luôn, mình không có cần phải bị dính nhà xe đèn đỏ mất thời gian, thì mình sẽ đi lên cầu vượt. Và tụi em sẽ đang đi trên cầu vượt đây ạ. Ở đây vẫn có những cái ngân hàng Á Châu mà họ viết tiếng Hoa ở trên đó luôn. Cái khu vực này thì vẫn còn người Hoa sống rất là nhiều, và ở đây thì vẫn còn những cái đền hoặc là những cái đình á của người Hoa. Em thấy là họ viết tiếng Hoa cũng khá nhiều đó, chỉ là đơn giản là tụi em không có biết đọc không có hiểu là cái gì. À cái cầu vượt này á, thì
chỉ có những cái chiếc xe xe gắn máy nè, rồi xe hơi, nhưng mà xe hơi vừa phải thôi, chứ còn những cái chiếc xe tải hay là xe bus á, thì mình phải đi cái phía đường ở dưới, tại vì cái cầu vượt như thế này thì nó sẽ không có thể nào mà chịu một cái trọng lượng quá lớn. Đây là cái cảnh là cái khu phía dưới nè, đường này là đường 3 tháng 2 chạy qua. Đây nếu như mà mình đi đường 3 tháng 2 thì mình cũng sẽ có một cái đường cầu vượt để mình bắt qua đây luôn. Đây ở đây là một cái chùa của người Hoa luôn hay sao đó ạ. Thì em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái video này của tụi em nhé. Và nếu như mà cô chú anh chị có những cái thông tin gì về đường Hồng Bàng á, thì có thể là góp ý thêm cho tụi em. Tại vì thực ra mà nói thì tại vì em không có tìm được những cái thông tin ở trên internet về cái hồi xưa như thế nào. Chỉ là trước đây thì em sống ở khu vực này cho nên bây giờ em biết, em mô tả lại thôi.